Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện nhé. Hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ chế xe điện là làm xe rước trung thu, một cái dự án dành cho các cháu tất cả mọi nơi trên mọi miền tổ quốc nhé. Với mục tiêu chí là giá rẻ khỏe. Đấy. Giá rẻ và khỏe nhé các bạn. Bộ này thì không cần giảm xóc, không cần nhíp gì đâu các bác ạ. Cứ làm khung bình thường đặt lên cầu là xong thôi. Bánh thì trọng tâm thấp. Đấy. An toàn, xe điện thì rất là an toàn. Tốc độ chậm. Con này thì bên em sẽ hãm tốc độ xuống cho khách hàng là khoảng 10 đến 13 km trên giờ nhé. Tức là nó sẽ nhanh nhất thì nó chỉ như đi xe đạp thôi. Còn không thì đi chậm chậm. Đấy. Bộ này thì sẽ đấu lối hết cho khách hàng nhé. Có tiến lùi nhé. Đầy đủ. Chiều rộng xe thì có từ 1m3 trở xuống các bác nhé. 1m3 thì các bác có thể làm xe rộng đến 1m5 cũng được. Hoặc là các bác thích xe rộng nữa thì sử dụng cầu phanh đĩa. Cầu phanh đĩa thì có chiều rộng nhất là 1m6 nên bánh là 1m7 nhé. Loại này thì tải trọng thì không cần phải tính toán cái tải trọng này. Các cháu trèo lên thoải mái luôn. Đấy. Khoảng 20 cháu đi lên cũng được. Đó, số chậm rất là khỏe. Cầu trục đây, hệ thống lái này. Hệ thống lái thì sẽ bao gồm thước lái, ống lối, rằng lối, vô lăng cũng rất là đầy đủ. Trục cầu sau này. Trục cầu sau thì sẽ có số nhanh và số chậm, thì bên em sẽ khóa số nhanh lại để cho các bác dùng số chậm cho nó khỏe nhé. Công suất động cơ là 850W, công suất này rất là công suất thực các bác nhé. Động cơ bên em bán là lúc nào cân nặng cũng là nặng cân nhất trên thị trường. Động cơ, chân ga, chân phanh, đũa phanh, tay phanh, phanh hãm rừng đây này. Chân phanh có trang bị cả chốt luôn cho các bác nhé. Về nhà không phải gia công gì cả. Đấy, đũa phanh. Còn có bộ 8 cái tay phanh nữa nhưng mà bên em chưa nhặt ra đây. Đấy, bút lái này, cầu trước hàn sẵn này. Bánh xe là 400-8 nhé. Chiều rộng tùy chọn, giá đồng giá luôn các bác nhé. Nếu như các bác dùng phanh đĩa thì nó cũng không đắt hơn nhiều. Làm phanh đĩa thì dễ làm hơn rất là nhiều. Nhưng mà giá nó sẽ chênh khoảng 400 các bác nhé. Nếu mà dùng phanh dầu là giá khoảng chênh khoảng 400. Tuy nhiên thì 400 đấy thì các bác lắp cái công lắp đặt đấy. Thì phanh dầu nó không phải công lắp đặt, cho nên là sẽ rẻ hơn là phanh cơ rất là nhiều. Nhiều khi mình tính toán, từ tùy tính toán, chọn bộ như thế này. Đường kính bánh là 40cm. Đấy. Tải trọng nếu như mà con này mà bánh tốt thì 1 tấn nó cũng đi được. Tuy nhiên lốp này thì em trang bị thì nó chỉ khoảng 5 tạ thôi. 5 tạ đây. Đấy. Xe các bác làm nhẹ nhàng thôi. Khung sườn chỉ làm sắt 40x40 là đẹp nhất. Đấy, không làm mà không tham làm lặng quá. Khung lặng quá thì nó sẽ xác xe nó lặng tốn điện nhé. Đấy, chọn bộ như này. Bộ này thì em sẽ lên giá ở dưới phần mô tả sản phẩm, nhưng mà giá thì chắc chắn là dưới 10 triệu. Chắc chắn là giá 10 triệu. Đấy. Khoảng 8 triệu gì đó. Thì bên em sẽ có giá ở dưới phần mô tả sản phẩm nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.